Hôm nay em sẽ cắt hết những trái cây su này để dưỡng lại cây. Tại vì cũng sắp tới mùa đông rồi, để cây thấy tội nghiệp quá. Mình cắt vô mình để thì vài bữa nó cũng ngọt. Thì giờ thấy nó cây nó cũng yếu rồi, nó gần chín rồi, nó hút hết dinh dưỡng, nhìn tội cây quá. Cái cây nó cao chưa được 2 feet nữa, cái lùng xịt ra và nó đậu quá trời trái. Hôm bữa cắt hết một nhánh bên kia rồi, bây giờ còn nhánh này nữa. Em cắt hết nhánh này luôn để mình dưỡng lại cây ha. Em nãy giờ em cắt hết một hàng trên đây rồi, còn chỉ còn một hai cây này thôi, thì em quay phim cho chị coi ha. Cái giống này là giống quýt Nhật lùn không hột và rất là ngọt, mặc dù trái nhỏ thôi nhưng mà ngon đậm đà cực kỳ, ngọt lắm, con nít ăn nó rất là mê, bởi vì khi mà chín vàng rồi là nó không còn vị chua nữa đó. Đây em có cây này, nhìn nó nhiều trái nè, đây nè, đó, chín vàng cây luôn, nhìn rất là đẹp. Em sẽ hái vô hết để dưỡng lại cây, chăm bón phân xịt thuốc lại, tại vì em bỏ bê đó, không có xịt thuốc gì hết. Chín mềm hết rồi, rất là thơm và ngọt nữa, cực kỳ ngon luôn. Nếu mà anh chị thích ăn quýt hay là trồng một cây quýt ở nhà vừa làm cảnh vừa cho mấy bé ăn đó mà không có thích chua đó, thì cái loại này rất là tuyệt vời nha. Mặc dù lùng lùng thôi nhưng mà trái cực kỳ nhiều luôn. Cây này chỉ cao tầm khoảng 3 feet thôi. Mấy hôm bữa mưa bão đó, gió nó nghiêng một bên xém gãy luôn. Không gãy, xíu nữa em sẽ cắt hết. Nhìn là cưng chưa? Hello, hôm nay em hái hết cái mấy cái quýt lùn á, mấy cái quýt Nhật lùn con hộp. Hôm bữa em trồng em có quay video đó. Thì hôm nay em đã hái hết rồi, hôm nay em sẽ review cho anh chị xem là nó ngon như thế nào và nó ra làm sao. Thì để em review cho anh chị coi ha. Để anh chị, nếu mà anh chị có thích cái giống này á, thì anh chị tìm anh chị mua. Tại vì em thấy nó ngon, thì anh chị chưa biết nó như thế nào thì em sẽ review ha. Đây là một trái chín nè. Cái trái này nó còn to lắm, nhưng mà do cái cây của em còn nhỏ đó, cho nên là nó không có được to nữa. Nó chỉ nhỏ nhỏ như vậy thôi, chứ đáng lẽ là nó to lắm. Trái này thì nó to hơn đó. Có nhiều trái nó sẽ to hơn nữa, nhưng mà cây nó còn nhỏ quá, nó không đủ sức để nó lớn đó. Thì để em ăn trái này trước ha. Nếu mà anh chị thích trồng mấy cái loại này để vừa lùng vừa dễ ăn, mà con nít đó ở nhà nó hay thích ăn cam ăn quýt đó, thì cái loại này rất là dễ trồng mà dễ đầu trái nữa, có thể trồng trong chậu được luôn. Cái trái này là đã vàng rồi nha, rất là đậm đà, ngọt và không có hột. Cái trái đó là trái chín không có hột, ở trong nó rất là ngon và dễ bóc vỏ nữa. Con nít nó khoái cái loại này lắm. Hôm bữa em trồng được một hàng, chỉ trồng hồi từ tháng qua mùa đông, tháng 4 là em bắt đầu trồng. Thì trồng tầm khoảng 2-3 tháng gì đó là nó ra trái ra bông. Có thể là do lúc đó là vừa qua mùa đông đó, em trồng xuống thì nó ăn đất, ăn phân liền á, nó đậu trái luôn. Hoàn toàn không hột. Em ăn hai trái chín rồi, giờ em ăn thử một trái xanh là xem nó như thế nào nha. Tại vì đáng lẽ em chưa có hái mấy trái xanh về đâu, mà sắp tới mùa đông rồi, em muốn cắt tỉa để em dưỡng lại cây luôn á, cho nên em cắt hết. Giờ em ăn thử xem trái này ngọt hay là chua ha. Có trái nào xanh hơn nữa không? Trái này cũng này, xem là nó cái mức độ chua nó cỡ nào. Cái trái xanh này thì nó hơi khó bóc vỏ hơn chút, tại vì nó cái vỏ nó còn dính cứng quá đó, nó chưa có dễ bóc lắm. Trời nắng, hôm nay nắng lắm, đang nắng mà vô hái cái rổ này thôi ngồi ăn luôn, đang mệt đang khát nước.
thấy cái xanh như vậy á, xanh nó giòn hơn, cái thịt á, nó cơm nó giòn hơn nhưng mà ăn nó vẫn ngọt, nó hơi chút xíu xíu chua thôi chứ nó không có chua, ăn sống vẫn được luôn. Cái sống ăn cũng ngọt nha, cái sống ăn vẫn ngọt nhưng mà nó giòn hơn. Anh đừng có chạy xe nha, em đang quay video anh chạy xe cái là hết nghe luôn á. Coi còn cái nào xanh hơn nữa không, hết. Ăn trái xanh này nữa đi. Nó không có chua, dù mặc dù xanh nhưng nó vẫn không chua. Ở đây em cũng trồng, em cũng trồng thử nhiều loại quýt lắm, em cũng ăn thử nhiều loại, em cũng trồng thử nhiều loại nhưng mà mấy cái loại đó nó chua quá, ăn không được, em chỉ pha nước uống thôi, cái em cũng không có trồng nữa. Nay em ăn em lấy hai loại này được á, thì em nói cho anh chị, nếu mà anh chị nào có nhà có muốn trồng cái loại chanh quýt gì ở nhà để mình ăn á thì loại này rất là hợp. Là không hộp, ngọt dễ ăn, để đầu trái lùng quýt ngon. Đây là quýt lùng của Nhật, quýt này người ta gọi là quýt kisu, quýt Nhật lùng. Rồi để em ra em hái thử cái quýt kia nữa, em hái thử cái quýt đường ha. Bây giờ em sẽ đi hái thêm một loại quýt nữa. Quýt này thì cũng 80-90% như quýt đường của Việt Nam, nhưng mà nó còn hơi chua một chút xíu. Em có sẵn tiện, em có một cây đang có rất là nhiều trái, em đi hái vô làm review cho anh chị coi luôn nha. Cái loại này thì trái nó to hơn, nó to hơn cái quýt kisu một chút xíu, nhưng mà xét về độ ngọt á, thì nó sẽ không có ngọt bằng cái quýt kisu, nhưng mà nó vẫn ngon. Trái to dễ đậu trái. Nè. Đó. Rất là nhiều trái. Nè. Để cầm nó vậy mới thấy nè. Đó. Thấy không? Nè. Đó. Đây là cái chỗ này nguyên chùm luôn nè. Đó. Bây giờ em sẽ hái một trái. Em kiếm cái nào chín thiệt là chín á. Cái loại này thì nó khác nha. Cái loại này thì nó phải chín thì nó mới ngọt, nó không chín thì nó không có ngọt mà nó chua lắm. Hái thử một trái. Rồi hai trái này, trái này. Em hái hai, một cái trái này là em hái, còn trái này nó rụng. Thì để em vô em ăn thử xem là nó như thế nào. Hôm bữa em cũng ăn thử một trái nó còn xanh rồi. Nhưng mà xanh nó chua lắm. Thì em vô em review cho chị luôn ha. Đây. Bỏ xuống đây. Để em so sánh cho. Đó. Đây là trái quýt nè. Trái này đây người ta gọi là quýt đường, nhưng mà theo em thấy thì nó chỉ được 80-90 của quýt đường thôi, bởi vì nó không ngọt. Nên là quýt đường, nhưng mà cũng 80-90 thì cũng ok. Cái da của nó thì nó láng hơn. Cái da của nó là láng hơn nè. Đó. Còn đây là trái quýt, cái này còn lớn nữa nha. Hiện tại thì nó chưa lớn. Nó phải nó chưa lớn mà nó đẹp á. Tại vì cái cây nó nhiều trái quá nó bị đẹp. Còn đây là trái kisu nè. Đó, cái trái này là trái to, trái này là trái nhỏ nè. Đó, cái này em tạm gọi nó là quýt đường nha. Còn cái này á là quýt kisu, quýt Nhật. Đó, đây. Thì giờ em sẽ bóc ra ha. Nó cũng rất là dễ lột, rất là thơm. Em chỉ hái thử một trái thôi. Tại vì em thấy nó chưa chín lắm đó. Hái thì thấy nó hơi uổng. Tại vì cái này hôm bữa em có ăn thử trái còn sống, thì trái còn sống hoàn toàn không ăn được như là cái trái kisu này. Kisu này thì có thể ăn trái sống. Trái kisu này á thì có thể ăn trái xanh sống vậy, như vậy thì được. Còn cái trái này thì không thể, tại vì nó còn sống thì nó cực kỳ chua, không ăn được ha. Cái trái này nó còn chưa có chín lắm cho nên là cũng hơi khó bóc vỏ một chút xíu. Đây. Ăn thử nha. Bữa em ăn thử trái xanh rồi không ăn nổi, cho nên hôm nay em đợi nó vàng chút xíu mới ăn. Cũng không hột luôn nha. Vị ngọt đậm đà, nhưng mà nó vẫn không ngọt bằng kisu.
nó vẫn không ngọt bằng cái trái quýt Nhật nha. Rất là nhiều nước, mọng nước, thơm, ngon. Nhưng mà về độ ngọt thì không ngon, không có đủ ngọt như là Kisu. Tại vì có thể là nó chưa có chín lắm. Cái trái này phải chín thiệt là vàng á thì nó mới ngon. Thơm mọng nước, ngon. Không hột. Ăn được. Ngon hơn ăn cam. Bởi vì nhiều khi em không thích ăn cam lắm. Cam không lột vỏ được. Ngon. Cũng đáng để thử. Cũng đáng để trồng. Dễ đậu trái, trái nhiều, trái to, mọng nước. Ăn được. Hai loại. Em ăn thử thì em thấy hai loại này ok nha. Nếu mà mọi người thích trồng một cây ở nhà, dễ đậu trái, đẹp, làm cảnh trong sân vườn. Và nếu mà muốn uống nước thì có thể hái cái loại này nè. Còn sống pha nước được. Nhiều nước à, vỏ nó mỏng nữa. Còn cái loại này thì chỉ để ăn thôi. Cái loại này ăn sống được nha, ăn xanh được nha. Còn có loại quýt đường này chỉ để ăn chín, chừng nào chín vàng mới ăn. Và ăn sống xanh á thì chua lắm, không ăn được. Đó là hai loại quýt này anh chị có thể tìm mua ha.